Xin chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt anh em nha. Thì hôm qua có anh em hỏi mình là để mà mình nâng cấp một cục máy từ 100 lên 110 thì mình sẽ cần những gì và tốn khoảng bao nhiêu tiền. Thì chúng ta nâng cấp từ cục máy 100 lên 110, nếu như mà từ máy alpha thì nó dễ nha, thì mình sẽ lấy cái mốc làm từ máy alpha 100 lên máy future 110 nha anh em. Thì nếu để tận dụng lại thì anh em có thể chúng ta sẽ tận dụng được 3 thứ. Thứ nhất là bộ nồi, thì chúng ta sẽ sử dụng lại bộ nồi của chúng ta là bộ nồi nồi zin ha. Chúng ta sẽ tận dụng lại bộ nồi 100 cũng được. Đó, thì chúng ta sẽ tận dụng lại bộ nồi này, ta tận dụng được bộ lửa, bộ số và cái đầu ha, cái đầu bò nha. Còn lại thì chúng ta sẽ thay là gồm thay những gì? Thì nhất là chúng ta sẽ thay cái lốc bơm nhất rồi. Anh em ha. Chúng ta thay lốc bơm nhất rồi nha, tại vì lên 110 là chúng ta phải lên lốc bơm nhất rồi nó mới gắn vào cây zin. Thứ hai, đây lốc bơm nhất rồi là những cái lốc như này. Đây những cái lốc nó có cục bơm nhất rồi này. Đấy, còn lốc này là lốc bơm nhất ti của 100 này. Ha. Đây là cái bơm nhất rồi này. Thứ hai là anh em sẽ phải thay một cây zin. Ha, chúng ta sẽ thay một cây zin 110 nha. Đấy, sẽ thay một cây zin 110. Tay zin nói chung là cây zin zin KFL ấy nè. Đây. Zin KFL nha. Đó. Zin zin KFL thì nó sẽ đây. Đấy, tay nó sẽ là tay có chữ KFL này anh em thấy không? Đó. Nha. Rồi. Thì chúng ta sẽ thay một cây zin, một cái lốc bơm nhất rồi. Rồi chúng ta sẽ thay kèm theo đó là một cái lòng ha. Chúng ta sẽ thay một cây lòng, một cây zin, một lốc bơm nhất rồi, bốn cây đũa đầu ha. Đó thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi anh em. Còn lại thì anh em có thể giữ nguyên cũng được. Đó, còn những nếu như anh em muốn thay nó đúng 110 thì chúng ta sẽ thay là gồm là bộ đầu lòng này, rồi cây zin, lốc bơm nhất rồi, củ đề alpha nó khác củ đề 110 nha anh em nha. Rồi lửa, rồi bộ nồi thì nó cũng sẽ ok thôi anh em. Bộ số thì anh em có thể giữ lại sử dụng cũng được, không cần phải thay ha. Bộ số thay nó khá là rắc rối, cũng như là số thì 110 với 100 nó không khác nhau nhiều, cho nên anh em có thể giữ lại sử dụng nha. Đó thì mình xin tư vấn cho anh em như vậy để chúng ta biết chúng ta có thể dự trữ cái lượng tiền để chúng ta thay ha, chúng ta gom tiền. Thì báo giá là cái đầu lòng thì giá cốt nó khoảng 2 triệu hơn nha, coi như 2 triệu đi, đầu lòng cốt 2 triệu tính giá thật là rẻ luôn. Rồi bộ lửa khoảng 1 triệu đi là 3 triệu, củ đề 500, củ đề 110 500 là 3 triệu 500 ngàn. Rồi cây zin với lại lốc bơm nhất rồi nó khoảng vào 3 triệu ha. Zin lốc khoảng 2 triệu rưỡi đi anh em. Đấy, zin lốc 2 triệu rưỡi nữa, 3 triệu rưỡi với 2 triệu rưỡi nó khoảng 6 triệu nha. Đó thì nó khoảng tầm đấy ha, thay bộ nồi nó tốn thêm. Rồi,